Xin chào tất cả quý vị và các bạn, thật là thú vị. Xin chào các bạn nha. Phải nói là trong một ngày mà có hai cái tin phải nói là rất là hot hòn hot. Tin nào các bạn tin á thì các bạn hãy cứ tin, còn tin nào các bạn không tin thì các bạn cứ quyền không tin. Thì cái việc đầu tiên chắc chắn là ai cũng tin rồi, đó là cái cuộc đột kích tại Lào bắt 155 người trong đường dây lừa đảo người Việt qua điện thoại. Thì bạn biết là cái nhóm lừa đảo đã sống ở các cao ốc ở khu kinh tế Tam Giác Vàng đó, thì được lực lượng bảo vệ kiểm soát người vào ra rất là chặt chẽ, sẵn sàng dùng vũ lực nếu mà nghi vấn người lạ không có giấy tờ tùy thân đột nhập. Ấy vậy mà công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhận diện được đường dây lừa đảo quốc tế này tại khu Tam Giác Vàng và tỉnh Bò Kẹo Lào đó. Thì công an đã sử dụng chiến thuật coi như để mà phối hợp bắt được cái nhóm này đó, và công an đã lập được ban chuyên án và đã phá được cái án rồi các bạn. Và đó là rất là hay nha các bạn ha. Thì mặc dù rất nhiều khó khăn nhưng ban chuyên án đã có cách kích đột nhập bí mật coi như là để vào trong cái khu này, và trong khu vực có hơn 200 cao ốc, mỗi tòa nhà có khoảng 20 đến 25 tầng với hàng trăm nghìn người sinh sống và làm việc, nên việc xác định vị trí hoạt động của nhóm này vô cùng khó khăn. Vậy mà lực lượng công an của Việt Nam mình phối hợp với công an Lào và xây dựng một kế hoạch rất là bài bản chi tiết. Thì rạng ngày 2 tháng 8, các tổ công tác của ban chuyên án đã quyết định xuất kích và đã bắt trọn ổ. Hay quá các bạn thấy không? Thì đây là cái thông tin phải nói là chấn động. Thì bên cạnh cái chuyện chấn động này thì có một cái thông tin khác nó cũng liên quan đến vấn đề lừa đảo qua mạng, lừa đảo qua điện thoại. Thì bạn biết là ai không? Thì hôm nay là ông Hoàng á, ông Hoàng cà chớn cà giật hay là xì cà đồ gì đó, thì cũng cho biết rằng là mình bị lừa đảo qua cuộc gọi điện thoại và mất 200 triệu. Thì chiều ngày 8 tháng 8, con số đẹp quá ha, thì anh chàng ca sĩ hay gọi là ông Hoàng Candle này, anh nói rằng anh bị kẻ xấu lừa rút mất 200 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng cá nhân của mình. Theo đó thì nam ca sĩ nói rằng anh bị kẻ xấu lợi dụng làm định danh để thực hiện ý đồ xấu. Anh nói rằng tôi vừa bị lừa đảo, sau đó tôi đã đóng tài khoản ngân hàng của mình, họ giả danh công an quận 10 gọi tôi hỗ trợ định danh. Họ yêu cầu phải sử dụng điện thoại có hệ điều hành Android mới làm được vì hệ thống nhà nước đồng bộ như vậy. Sau đó họ dùng chế độ quét mặt tôi qua một ứng dụng và tôi bị rút mất 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn chia sẻ vụ việc này lên trang cá nhân chính thức của mình và kêu gọi mọi người cảnh giác tránh bị lừa đảo ngoài ý muốn. Thì việc làm anh này thì cũng tốt đấy. Nhưng mà thôi thì chút xíu nữa tôi phân tích cho quý vị biết về cái trường hợp này như sau nha. Một bên thì người ta mới vừa triệt phá xong đường dây coi như là lừa đảo qua điện thoại, thì bên đây là bị lừa mất 200 triệu. Thì anh này không phải là trường hợp đầu tiên là nghệ sĩ bị lừa đảo về hình thức trên. Trước đây thì cũng có cả ca sĩ Lương Gia Huy cũng cho biết anh cũng bị lừa với thủ đoạn tương tự và mất gần 500 triệu. Thì đang đọc tới đây thì tự nhiên cái báo là đưa thêm một vấn đề nữa, nghe hết hồn luôn các bạn. Đó là gì? Là trong cuộc họp báo định kỳ ngày 18 tháng 7 vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức phản hồi về việc anh ca sĩ Đờ Và Hờ này, sở cho biết thì anh Đờ Và Hờ này đã bị cấm diễn 9 tháng kể từ ngày ra quyết định, và kể cả trong nước lẫn ngoài nước. Như vậy là toang rồi. Ngoài ra anh này cũng không được đăng tải ra mắt cái sản phẩm âm nhạc trên các nền tảng xã hội như là TikTok, YouTube trong 9 tháng. Trước đó thì bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ký quyết định vào ngày 10 tháng 7 2024 xử phạt anh này vì biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện, biểu đạt, hình thức biểu diễn có hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Bên cạnh đó, anh này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng theo quy định tại điểm B khoản 9 điều 11 Nghị định số 38/2021, Nghị định Chính phủ ngày 29 tháng 3 2021 của Chính phủ, thời hạn tính từ thời điểm anh này nhận được quyết định. Sau sự việc này thì anh này đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả và hủy các show diễn ở nước ngoài đã nhận trong thời gian đó, nghĩa là chỉ xin lỗi khán giả ở nước ngoài thôi nha các bạn.
Ở đây thì xin chia sẻ thế này. Xin thưa các bạn, nếu mà người có hiểu biết á, thì thật sự tôi không hiểu sao mà lại bị lừa như thế này. Cái chuyện mà bên công an á, người ta làm việc có bao giờ người ta gọi điện thoại đâu. Và đâu phải phần mềm Android mới làm được. Trời ơi, tất cả phần mềm mà khi người ta đã làm á, thì những cái ứng dụng của chính phủ về vấn đề thương mại, về vấn đề quản lý và hành chính á, thì kể cả coi như là iPhone vẫn thực hiện được chứ không phải gì Android. Còn chị này bị lừa vậy thôi, thì có thể là do ảnh thiếu thông tin cập nhật. Mà công nhận nói tới đây mà mới nói điều đó là thật sự tôi nói là họa vô đơn chí phước bất trùng lai, mà thấy rõ ràng không? Cứ bị vừa bị cái nạn kia tới cái nạn này liên tục luôn. Sao mà giống với gia đình của thầy ông nội vậy? Hết vừa bị 331 tới rồi lụm lo rồi tới lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trời ơi, đúng là nghiệp quật là có thật các bạn. Mà cái chuyện mà mất 200 triệu thì thấm tháp gì với anh này. Cái chuyện mà anh mất 9 tháng coi như là không được lên sân khấu rồi không được ra sản phẩm, cái đó mới là đau chứ. Nhưng mà rõ ràng mình thấy á, có lẽ nói một góc độ nào đó về vấn đề tâm linh á, thì nhân quả và nghiệp báo là có thật chứ không phải là không có đâu. Thôi thì sắp tới này coi chuyện gì xảy ra nữa. Mà dạo này mình thấy trong giới showbiz show chậu á, cũng nhiều chuyện lùm xùm quá các bạn. Hết anh này xong rồi lại tới một trường hợp nữa là có một cái cô á, cái cô mà khi mà nói tới trong vấn đề hài á, thì mình nhớ cái câu là cái gì cực đá đó, cô đó đó, thì cũng lùm xùm gì cái chuyện là gì tiểu tam tiểu tiết gì, rồi bây giờ lại thưa kiện tụng nhau tùm lum hết, lại đẻ ra thêm cái scandal mới nữa. Hình như là người ta thích drama, thích scandal lắm các bạn ạ. Cho nên lên mạng xã hội bây giờ ai mà cứ thích scandal, thích drama hay thích là những cái chuyện mà tranh cãi trên mạng xã hội thì hơi bị mệt đấy. Chúng ta hãy lấy bài học từ cái chuyện của cô Hằng ha. Đó, rồi sau này tới thầy chùa thầy chó ha. Là không khéo á, chỉ cần một chút xíu mà không có tỉnh táo một chút thôi, là từ một cái đốm lửa nhỏ thôi, nó tranh cãi nhỏ thôi, nó vẫn tè le hết. Một trong những scandal mà kéo dài tới giờ này vẫn chưa dứt nữa, cái drama chưa dứt là drama của vấn đề tài sản của gia đình nghệ sĩ Vũ Linh đó, nó vẫn còn tồn tại. Còn bây giờ tới anh chàng này, rồi tới cô ca sĩ kia, còn nhiều lắm. Năm nay sau những cái gì mà dính dáng tới sĩ sao mệt quá ha. Từ coi như là tiến sĩ, xong rồi tới tu sĩ, rồi tới ca sĩ, rồi biết tới cái gì sĩ ở đây nữa, không biết nữa. Rồi tất cả rồi thì cũng vì cái sĩ mà nó ra tất cả. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo ạ.